Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 27 tháng 7, Hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang và công ty trách nhiệm hữu hạn BBK tổ chức trao quà cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn hai phường xã Thọ Sương và Tân Mỹ. Tới dự buổi trao quà có bà Nguyễn Thị Thỏa, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh, bà Thân Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn BBK cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân hai phường xã, Thọ Sương và Tân Mỹ. Được biết trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động được từ công ty trách nhiệm hữu hạn BBK cho tặng 200 suất quà. Mỗi suất bao gồm phần quà trị giá 200.000 đồng để trao tặng cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn phường Thọ Sương và xã Tân Mỹ trong đó có 100 xuất quà được trao cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn Thọ Sương và 100 xuất được trao cho địa bàn xã Tân Mỹ. Món quà tuy giá trị không lớn nhưng đã thể hiện sự quan tâm chung tay của các cấp ngành, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt là tổ chức chữ thập đỏ cấp tỉnh và thành phố đối với các gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố. Món quà càng ý nghĩa hơn khi được trao vào đúng ngày thương binh liệt sĩ năm nay. Qua đây cũng thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc tới những thân nhân gia đình liệt sĩ, những thương bệnh binh đã hy sinh phần xương máu để giành lại độc lập tự do cho dân tộc.